là được được đặt vào là của tổng đài truyền hình của thành phố Bắc Kinh. Còn cái bên cạnh cái tòa nhà cao lớn nhất kia là cao nhất kia là trước mắt là cái tòa nhà cao nhất của thành phố Bắc Kinh. Từ ở dưới lòng đất cho lên đến trên đỉnh là tất cả là 115 tầng. Thế thì từ ở mặt đất tính lên trời ấy thì là chỉ có 108 tầng. Ở dưới ở mặt đất xuống lòng đất là có 7 tầng. Tất cả tổng cộng là có 115 tầng. Trước mắt là cao nhất của thành phố Bắc Kinh. Thế là hiện tại bây giờ thành phố Bắc Kinh đang vẫn còn đang xây dựng những các công trình vẫn rất là hiện đại. Họ xây dựng hoàn toàn đều dùng bằng lắp ghép, cho nên là cái thứ nhất là tiết kiệm được thời gian, và cái thứ hai là nó không ô nhiễm thị trường, không ô nhiễm thị trường. Cũng như là xưa nay nếu mà nói bảo là xây dựng một tòa nhà cao tầng thế này ấy, hoàn toàn là đổ bằng bê tông ấy, tối thiểu là phải xây dựng mất mấy năm thời gian mới hoàn thành được. Thế thì bây giờ xây dựng cái xây dựng bằng lắp ghép thế này ấy, một tòa nhà cao tầng tầm độ khoảng 108 tầng kia ấy, là xây dựng có 2 năm, hơn 2 năm thời gian là đã được hoàn thành sử dụng. Cho nên là cái công trình xây dựng của đất nước Trung Quốc ấy, họ bây giờ phát triển vẫn rất là nhanh, rất là mạnh. Rồi thế bên tay trái của Phú, đoàn nhà mình sẽ nhìn thấy được một tòa nhà sẽ là cái ngân hàng kiến thiết. Họ xây dựng hình dáng nó như là cái lô vuông. Họ đoàn nhà mình vào lầu phong thủy mình đã được nhìn thấy cái tòa nhà đấy. Cái tòa nhà này xưa nay là họ vừa dựng lên. Thế sau khi đó là theo thầy phong thủy vừa nói là bị cái cầu đó sẽ cắt nửa thân. Sau khi đó đồng thời ở dưới bên cạnh cửa ấy, là có một chiếc miếu thần hòa. Thế đối diện ấy lại có một chiếc bệnh viện thiếu nhi. Cho nên là nói về cái phong thủy của cái ngân hàng kiến thiết đó ấy, là không tốt. Sau khi đó là đến viện nghiên cứu phong thủy để mời thầy sang để hộ giải. Thế là cuối cùng là trước nhất là có trước cửa sẽ dựng có ba cột cờ ấy đại biểu cho là ba nén hương. Ba cột cờ đại biểu cho là ba nén hương. Thế sau khi đó ấy, là họ lại xây dựng trang điểm lại hình dáng như là cái lô hương, ý nghĩa nói là cái lô hương để cắm hương, để cắm hương để cắm thở. Đồng thời ấy, là ở trước cửa ngân hàng là có trưng bày cái pho tỳ hương, hai pho tỳ hương ở trước cửa để chống trạch chống tà, chiêu tài hút của. Cũng là những các kiến trúc xây dựng của thành phố Bắc Kinh bên đây là hoàn toàn đều theo về nền phong thủy, để xây dựng. Tại vì là cái phong thủy này nó là lưu truyền từ thời nhà Minh cho đến ngày hôm nay rồi, cách đây là đã có mấy trăm năm rồi.